những năm gần đây, dòng nhạc Bolero đang dần được nhiều tầng lớp khán giả yêu mến trở lại. Theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt những gương mặt mới làm dậy sóng cộng đồng mạng. Họ không chỉ trẻ đẹp, duyên dáng mà giọng hát cũng ngọt ngào, làm lay động lòng người. Và những giọng ca Bolero sau đây chính là những cái tên đang được công chúng ưu ái gọi là ngọc nữ Bolero bởi gương mặt tươi trẻ. Cùng những cách làm mới Bolero rất riêng, được cả người có tuổi lẫn giới trẻ yêu Bolero chấp nhận. Nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cạnh nhà nếu đơn, bây em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ phải kể đến đầu tiên. Trong danh sách những ngọc nữ Bolero được yêu thích nhất hiện nay phải kể đến Trang Mi. Nổi tiếng với bản Bolero Duyên Phận trên YouTube từ hơn một năm trước, đến nay cô gái sinh năm 1996 Trang Mi vẫn được gọi là thánh nữ Bolero với hơn 40 triệu lượt xem, chỉ tính riêng bản cover bài Duyên Phận. Với gương mặt trang điểm trong vắt kiểu Hàn Quốc, style ăn mặc cũng hệt các nghệ sĩ Hàn, ngồi trong phòng thu ôm đàn hát lại. Những ca khúc xưa cũ như Vùng Lá Mê Bay, Phượng Buồn, Trách Ai Bây Giờ, Trang Mi đã đốn ngã không biết bao nhiêu tai nghe nhạc khó tính. Công chúng yêu tiếng hát của Trang Mi không vì một chiến dịch truyền thông nào, cũng không bởi những dự án với kinh phí khủng. Họ yêu Trang Mi chỉ bởi nét đẹp kẹo ngọt cùng giọng hát êm ái, đầy tâm tư nỗi niềm. Dù thành công bất ngờ với những clip hát Bolero trên mạng, nhưng cô gái 22 tuổi, tên thật là Bùi Bảo Trang, chưa bao giờ tiết lộ về kế hoạch tiến vào showbiz. Cô chỉ chia sẻ mình thích hát Bolero từ lúc còn ở quê nhà Cà Mau. Từ bà con lối xóm đến ba mẹ cô đều thích nghe dòng nhạc Bolero nên cô nhiễm lúc nào không hay. Khi có tâm sự thì lại rất tự nhiên chọn hát dòng nhạc này. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên. Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ yêu bỏ lại sau lưng. Cũng giống như nhiều cô gái trẻ khác, Trang Mi yêu thích văn hóa Hàn và tự chọn một cái tên rất Hàn lưu để làm nghệ danh. Hỏi Trang Mi có dự tính cho một năm 2018 hứa hẹn là năm đỉnh cao của dòng nhạc Bolero trữ tình, Trang Mi chỉ cười hiền: "Tôi muốn tập trung hoàn thành tốt việc học thanh nhạc và guitar ở nhạc viện thành phố." Cũng thật bất ngờ, thánh nữ Bolero cho biết cô không cam đoan sẽ hát mãi Bolero. Trang Mi bật mí: "Tôi tin ca sĩ chỉ có thể chinh phục được khán giả của mình khi hát đúng những tâm tình của mình của thời đại. Tôi vẫn hát Bolero, những bài có một phần tâm trạng của tôi trong đó. Và trong những ngày này, tôi cũng muốn hát những ca khúc dành cho riêng mình, nói lên tâm sự tình cảm của thế hệ và thời đại của mình. Mà mặt trái của hạnh phúc là một trong số đó. Nhưng dù có là nhạc cũ hay nhạc mới thì nó vẫn là những câu chuyện trữ tình mà khi nghe, con người sẽ trở nên hiền hòa và đáng yêu hơn." Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa chính. Nhắc tới Phương Anh Bolero, mọi người chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến một cô gái nhỏ nhắn mong manh, có cặp mắt đượm buồn, mang nhiều tâm sự cùng giọng ca ngọt ngào, dễ đi vào lòng người. Tham gia cuộc thi thần tượng Bolero mùa 1 năm 2016, Phương Anh dừng chân ở top 4 và nhận được giải đồng chung cuộc. Không những thế, Phương Anh cũng được người hâm mộ ưu ái, dành tặng cho cái tên ngọc nữ Bolero. Cô gái trẻ này sinh năm 1993 và đến từ giáo xứ Vinh Đức thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột vì gia đình nghèo khó. Bố lại bị tai nạn nên ngay từ khi còn nhỏ, Phương Anh đã phải bươn trải cùng mẹ để kiếm sống. Và cũng chính tại mảnh đất này, Phương Anh đã tham gia vào các lớp giáo lý cũng như sinh hoạt của nhà thờ và trở thành giọng ca chính của đoàn phục sinh. Những năm đầu mới bước chân vào đất Sài Gòn, Phương Anh vừa học trường sư phạm mẫu giáo trung ương, vừa cần mẫn đi làm thêm, phục vụ tại các nhà hàng, quán nước. Và cứ thế cuộc sống của Phương Anh ngày càng cơ cực. Khi đứa em trai 18 tuổi bước chân vào Sài Gòn, đây cũng là khoảng thời gian cô gác lại việc học tập để đi làm, chỉ với mong muốn được thay ba mẹ lo cho đứa em dưới học hành đến nơi đến chốn.
Thời gian sau này, Phương Anh mới bắt đầu định hướng cho tương lai của mình bằng cách tự thưởng cho bản thân những buổi luyện thanh, những bộ hồ sơ với hy vọng sẽ bước chân vào cánh cửa nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Phương Ý, em gái của Phương Anh cũng bước vào Sài Gòn, trải qua hàng loạt những khó khăn cũng như những rào cản, hai chị em cũng hoàn thành được ước nguyện của mình. Đến thời điểm hiện tại, công việc của Phương Anh hiện giờ vẫn là vừa đi làm vừa đi học, vừa tham gia hát phòng trà để kiếm thêm thu nhập. Ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm, không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay. Ngã xé bất ngờ tới khi cô gái trẻ Phương Anh được một bạn giới thiệu đăng ký tham gia sân chơi thần tượng Bolero vào mùa đầu tiên. Cùng với niềm đam mê và khát khao sẽ được đứng trên sân khấu cùng sự ủng hộ của gia đình, Phương Anh Bolero đã mạnh dạn dự thi và dồn tâm sức cho cuộc thi. Dù cho lúc đăng ký thi, em cũng chỉ nghĩ mình chỉ có thể tiến được vào top 4. Đó chính là điều kỳ diệu đối với Phương Anh. Phương Anh nhớ lại, được đồng hành tới hết chặng đường dài và đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách cùng với chương trình, đó cũng là một sự thành công quá lớn với Phương Anh. Bởi trong quá trình tham gia cuộc thi thần tượng Bolero, bởi vì sức khỏe không tốt, áp lực từ trong cuộc thi cũng như phải thi học phần ở nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên không ít lần Phương Anh cũng đã đổ bệnh và tưởng chừng như phải dừng lại. Trải qua một chặng đường dài với rất nhiều những thử thách khác nhau, nhưng nhờ vào sự động viên của thầy Quang Linh, của bạn bè ở trong đội cùng sự quyết tâm thực hiện ước mơ, cho nên Phương Anh đã cố gắng vượt lên chính mình, rồi may mắn cũng đã mỉm cười với Phương Anh khi đã được lọt vào đêm chung kết và cũng được nhận giải đồng của cuộc thi thần tượng Bolero mùa đầu tiên năm 2016. Sau cuộc thi, vì phải hoàn tất việc học phần tại nhạc viện, Phương Anh cũng không dám tham gia hoạt động ca hát nhiều, sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tuy nhiên, Phương Anh Bolero vẫn xuất hiện ở các sân khấu, phòng trà và được những khán giả yêu dòng nhạc Bolero yêu thích và mến mộ. Ngày xưa ái lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Giang Hồng Ngọc đã là cái tên được khá nhiều người biết đến, và khi hát Bolero chính là thử nghiệm táo bạo nhất của giọng ca từng đăng quang Nhân Tố Bí Ẩn, X Factor và Hòa Âm Ánh Sáng The Remix này. Theo dõi chặng đường ca hát của cô, khán giả có thể thấy dù xuất hiện trên ca đàn đã hơn 10 năm, hát gần như là đủ thể loại nhạc trẻ, ra mắt vô số album, tham gia và chiến thắng ở không ít cuộc thi ca hát, nhưng cái tên Giang Hồng Ngọc vẫn ở đâu đâu. Cô thuộc dòng kiều nữ với đôi chân thẳng tắp, gương mặt tươi sáng, lại có giọng hát đầy nội lực, nhưng nỗ lực mãi không thể tỏa sáng trên thị trường và đã có lúc Giang Hồng Ngọc muốn bỏ cuộc. Thế rồi sau một thời gian dài, Giang Hồng Ngọc quyết định chuyển đổi hướng đi của mình. Cô chia sẻ, có khoảng thời gian cô bị bệnh nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi mà ông trời lại thương, lại cho tôi khỏe mạnh, có cơ hội đứng trên sân khấu trở lại, nên tôi bỗng muốn hát những ca khúc đầy nỗi niềm, tâm sự mà ba tôi thường nghe từ khi tôi còn rất nhỏ đến bây giờ. Cô đã âm thầm thực hiện album nhạc Bolero trữ tình bay về thời gian vào khoảng tháng 10 năm 2017. Nhìn đời thấy lắm phũ phàng, mượn tiếng hát cùng đàn, quên niềm đau. Chuyển hướng sang dòng nhạc Bolero trữ tình, Giang Hồng Ngọc không ngờ mình lại được nhiều người đón nhận hơn trước. Wow, đây mới là Giang Hồng Ngọc, đó là cảm giác của nhiều người khi nghe cô gái trẻ hát dòng nhạc xưa. Giang Hồng Ngọc hát Bolero đầy tâm trạng nhưng không quá sầu muộn. Đặc biệt, Bolero qua chất giọng trầm và phong cách trình diễn có vẻ lạnh của Hồng Ngọc bỗng trở nên sang trọng, chẳng mộc mạc, chân chất hay gần gũi chút nào. Nó quen thuộc vì đã là ca khúc quen thuộc, nhưng nó lại đậm chất cổ điển một cách tự nhiên, rất dễ có tình cảm qua lối hát của cô. Album Bay Về Thời Gian đã cháy hàng sau một tháng phát hành và tiếp tục được tái bản. Những dòng trạng thái đầy hạnh phúc, những bức hình ký tặng đĩa tràn ngập trang Facebook cá nhân, lịch diễn dày đặc, khẳng định Giang Hồng Ngọc đã thành công sau nhiều tháng ngày long đong lận đận.